Mến chào các bạn. Hôm nay mình sẽ làm một món ăn, mà cái món ăn này á, là mình làm bằng cá thu nha các bạn. Cái món này nó có tên là cá thu sốt me nha. Cái nguyên liệu mà để mình làm á, gồm có cái thứ nhất là để chỗ này là khoảng cỡ 400 g cá thu cắt lát, mình đã rửa và để cho ráo nước rồi các bạn nha. Đây là dầu ăn nè, đây là nước mắm nè, đây là chai tương ớt nè các bạn ha. Và ở đây cũng có cái chai này, nó là chai nước me mình đã nấu lên cái quả me chín đó các bạn, mình gỡ vỏ rồi mình đã nấu lên, mình lọc để mình lấy cái nước của nó. Và mình cũng đã nấu với một ít đường, mình nấu như vậy sẵn để mình bỏ trong tủ lạnh, mỗi lần mà mình làm tới là mình chỉ việc mang ra để mình làm thôi các bạn ha. Và đây là bột nêm nha, đây là bột ngọt, và đây cũng là hành hành củ mà mình đã băm nhuyễn nè, tỏi mình băm nhuyễn và ớt mình băm nhuyễn nha. Bây giờ là đầu tiên là mình bật bếp lên, mình cho để chảo cho nóng, mình cho dầu ăn vô rồi nè các bạn. Thì mình thử mình thấy nó đã lăn tăn sôi rồi ha. Lúc bây giờ mình mới gắp cá vô, mình bỏ vô chiên nha các bạn ha. Mình cho nó chín cá cho các bạn nha. Mình chiên cho nó chín được một mặt đây rồi mình trở qua mặt kia hả các bạn nha. Khi cá nó đã chín rồi các bạn, mình tắt bếp để nguội xíu rồi bây giờ mình vớt nó ra ngoài dĩa các bạn ha. Thế bây giờ là mình làm tới nước sốt nha các bạn. Cái phần dầu ăn mà khi nãy mình chiên cá nó nhiều quá thì mình có bơ múc bớt ra rồi, mình chỉ để khoảng cỡ một muỗng thôi nè các bạn ha. Mình để cho nó sôi lại, mình cho hành băm vô nè các bạn. Rồi tỏi băm nè. Rồi ớt băm nè các bạn ha. Đều cho nó thơm nè các bạn nha. Rồi tiếp tục á, là mình sẽ cho nước mắm nha các bạn. Sẽ cho vô khoảng nửa muỗng nước mắm thôi nha. Đây ít hạt nêm này, khoảng một muỗng bột nêm này, khoảng một muỗng bột ngọt này, cho những tương ớt nữa các bạn ha. Đảo đều đi. Nếu nó ấy quá mình có thể mình tắt bếp đi để mình đảo cho nó kỹ hơn các bạn. Và cuối cùng là mình cũng cho cái nước sốt me này các bạn.
vì mình làm nó đóng cái sát ở dưới, cho nên trước khi là mình cho vô mình sẽ lắp đều lên thì nó sẽ có cái bột me này các bạn nha. Vì ở trong cái nước me này là mình đã có đường rồi, thành thử ra mình không có nêm đường, vì ở trong cái nước me này là nó ngọt ngọt chua chua các bạn nha. Mình sẽ đong vô đây này khoảng cỡ một muỗng rưỡi nha, vì chủ yếu là mình làm sốt chua ngọt á, cho nên là mình sẽ cho khoảng một muỗng rưỡi. Mình bật lên để mình nấu lại cho nó sôi đều. Mình đảo tất cả những cái nguyên liệu này vô với nhau này sẽ có một cái vị rất là ngon nha. Thơm của hành, của tỏi, của tương ớt, của me rất là ngon các bạn nha. Rồi khi mà đã sôi đều lên rồi, bắt đầu là mình cho cái cá mà mình đã chiên khi nãy vô các bạn nha. Mình cho vô để sốt. Mình sẽ dùng đũa để mình chở nha. Các bạn thấy này, sốt me này dính vô cá rất là ngon. Vì cái loại những cái loại cá nó có cái vị tanh tanh á các bạn, cho nên khi mà mình sốt với lại vị chua nó rất là ngon các bạn ha. Chỗ nào mà không ấy thì mình múc sốt á, mình chan lên nha các bạn. Cá mình đã chiên chín kỹ rồi, giờ là mình chỉ cần sốt hay thôi, nên nó sôi khoảng vài dạo mà nó hơi đập đập xuống như vậy là được rồi các bạn ha. Rồi sẽ tắt bếp ha. Sẵn dĩa ở đây mình cũng múc ra dĩa luôn các bạn nha. Dĩa này là dĩa khi hồi mà mình chiên cá mình để đó các bạn. Cá bây giờ cũng là cá chín rồi, cho nên là dĩa này mình múc lại nó không có sao các bạn nha. Mình cũng phải bỏ vô dĩa cá sống thôi. Mình sẽ cào hết cái nước sốt mình rưới lên trên. Các bạn thấy ngon chưa? Món này mình có thể ăn kèm với lại xôi trắng hoặc là cơm trắng hoặc là bánh mì cũng rất là ngon nha các bạn. Mình chào các bạn.